Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ combo lên xuống kính của xe DU Matiz. Hai hàng sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, với cái combo bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm là combo này, combo kèm motor điện luôn. Đó, rất là tiện lợi cho anh em muốn lên xuống kính, ta về chỉ cần đấu theo công tắc của nó nữa là ok. Đây là các cái bánh răng này, khi mà chúng ta bấm qua công tắc sẽ điều khiển sự lên xuống của kính qua những cái bánh răng này, ăn khớp với cả cái bánh răng trong cái motor này. Đây chính là cái thanh của combo. Điện áp của nó thì là 12V rồi ạ. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.